Xin chào các bạn nha, đây là ba trái su su. Mình muốn ngoài chợ về khi đi mua thì mình mua lạ hơn người ta ha bạn. Người ta thì người ta mua cái su su là trái non về để gọt ăn. Còn mình đi ra chợ đó thì mình chọn mua cái trái su nào dài nhất các bạn. Cái người bán người ta cũng mắc cười luôn, người ta cũng nói ngộ quá. Thì đây mình mua về đây là được 1 tuần rồi. Đó, mình lựa trái su là cứng mà bạn, mình bấm không vô luôn đó, mình bấm không vô. Móng tay mình dài mà bấm không vô đâu các bạn. Thì mình là để ở cái chỗ mà nó ẩm, độ ẩm ha. Thì hôm nay á là nó đã ra cái rễ rồi đó. Nó đã ra cái rễ rồi. Từ trước giờ mình chưa có trồng su su lần nào hết ha các bạn ha. Thì mình sẽ để khoảng 1 tuần nữa nè các bạn. Mình sẽ để khoảng 1 tuần nữa. Đó, để mình đem ra mình áp dụng mình trồng ở trong khu vườn mình thử xem như thế nào nha. Rồi, mình sẽ cất vào trong cái hộc bếp. Rồi 1 tuần sau mình sẽ lấy ra xem như thế nào các bạn ha. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ trồng cái cây su này các bạn ha. Nhưng mà đầu tiên mình không có trồng xuống đất liền. Mình sẽ trồng vào trong những cái chậu này. Trồng xanh trong những cái chậu này các bạn ha, để mình dưỡng nó, bởi vì cái thân cây su của mình cũng rất là yếu. Đây mình đã ươm lên, nó đã lên cái mọng như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái chậu để mà mình dưỡng các bạn, gọi là dưỡng. Đây, mình nó cũng rất là yếu, tuy đã ra rễ như này được vài giờ nữa các bạn. Đó, thì đây là lần đầu tiên mà mình trồng cây su, cho nên là mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, cho nên là mình sẽ dưỡng nó trong cái chậu này trước các bạn ha. Thì đây mình chuẩn bị 2 cái chậu này. Bây giờ mình sẽ mở nước, nước thì nó hơi yếu các bạn. Cây su nó khỏe rồi á thì mình sẽ bứng cây su ra, sẽ bứng cây su ra để mình trồng ngoài đất các bạn. Chứ mình không có trồng trong cái chậu này ha. Cái chậu này thì khi mà cây su lớn á thì nó sẽ bị thiếu phân, thiếu phân thì dẫn đến là thiếu dinh dưỡng như vậy ha. Mình phủ cái lớp phân lên cho nó giống như thế này nè các bạn, cho nó lắp hết cái rễ ha, và nó chừa một chút xíu cái ngọn của cái cây su lên thay như vậy đó, che lắp hết ha các bạn ha. Mình cũng tiếp tục làm nó là cái chậu bên đây. Thì ở đây nó có một cái cây đó là nó một cái ngọn mà mình thấy nó bị bắt đầu nó úa úa rồi, cho nên là mình trồng 2 cái này chung một cái cây nữa các bạn ha. Mình chừa lại cái mình chừa lại cái mầm mà xanh thôi đó, nhỏ nhỏ thôi cũng được. Cái này là mình sẽ tưới nước rồi mình sẽ
khi tưới nước xong thì mình sẽ để hai cái chậu này trong máng các bạn ha, để mình rửa mất chứ chứ đây là mình sợ nó bị héo cái đọt á. Cho nên là bây giờ mình sẽ đem vào để trong máng và mình sẽ quay theo dõi cho các bạn xem nhé.